Đúng 7 ngày tới, năm con giáp này giàu có hết phần thiên hạ, ôm tiền tỷ về khắp cả làng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã bước vào cái tuần đầu tiên của cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong cái tuần mới này, từ ngày mùng 3 tháng Giêng đến ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2024 ấy, thì những con giáp nào là những con giáp may mắn nhất trong cái tuần này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông. Xin được chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, bởi trong 7 ngày tới chính là lúc mà các bạn được cát tinh chiếu mệnh, mọi sự hanh thông, vạn điều may mắn trong cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Trong cái tuần đầu tiên của năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, thì những con giáp này sẽ nhận được nhiều cái tin tức tốt lành. Nhiều bạn có thể nhận được quà Tết, nhận được lì xì hay là tiền bạc từ người thân, từ bạn bè. Trong những ngày đầu năm mới, tài lộc cứ ngập tràn, làm gì cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông. Các bạn sẽ được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến trong 7 ngày tới. Một số người còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, trúng số đổi đời sau một đêm, giúp cho tài lộc thì vượng phát, tiền bạc thì nó cứ ùn ùn kéo đến. Về phương diện tình cảm thì những bạn đang còn độc thân dễ gặp được cái vận đào hoa. Bắt đầu từ nay trở đi, tình hình tài chính của các bạn cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Tài khoản ngân hàng thì cứ thế mà đẩy lên một cách là nhanh chóng. Lời khuyên dành cho những con giáp này là tránh vung tiền quá trớn, chi tiêu quá mạnh tay trong dịp Tết. Quý vị hãy tiết kiệm, sử dụng đồng tiền thật tốt, một cách là khôn ngoan trong cái thời gian sắp tới. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Đó, từ ngày mùng 3 tháng Giêng đến ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, tức là nó sẽ rơi vào từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch. Thưa quý vị, thì để xét xem con giáp nào may mắn nhất trong tuần tới thì chúng ta cũng xét về chi tiết về vận trình của 12 con giáp, xem là con giáp nào tốt, con giáp nào may mắn, con giáp nào được thành công trong thời gian này. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian tới thì những người tuổi Tý phải di chuyển khá là nhiều trong cái thời gian Tết này. Đấy, nói chung ấy, đây là cái thời điểm mà quý vị phải bôn ba, không ngừng nghỉ hay là gì, phải giao lưu, phải đi lại khá là nhiều. Nhưng mà càng đi nhiều thì lại càng có lộc. Đầu năm mới, công việc của những người tuổi Tý tiến triển khá là hanh thông thuận lợi. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì với cái sự tài trí của mình, những người tuổi Tý vẫn đủ khả năng để kiểm soát cái công việc trong thời gian đầu năm này. Các bạn đủ tự tin vào bản thân. Đặc biệt là những người đi làm ăn xa ấy, thì xuất ngoại đi công tác thì cũng được tài vận đỏ rực trong cái thời điểm sau Tết này. Lộc lá cứ về đầy tay, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tý trong thời gian này là nên di chuyển nhiều để lấy vía, để lấy lộc. Làm ăn thì cũng kiếm được nhiều cái thuận lợi và gia đình thì cũng được bình yên. Quý vị đừng có ngồi yên một chỗ, hãy năng động và chịu khó thì sẽ có nhiều tiền chảy về túi hơn. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người nào lười biếng, thụ động thì tiền cũng sẽ gì không được lộc trời cho. Bên cạnh đó, con đường tình duyên, gia đạo của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng có nhiều cái khởi sắc. Các bạn sẽ nhận được cái sự chào đón ấm áp hơn là các bạn nghĩ. Dường như cái thái độ của ai đó cũng sẽ khiến cho các bạn không khỏi bất ngờ và phải suy nghĩ. Đương nhiên là nhờ thế mà cái cảm xúc của các bạn nó trở nên tích cực hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn vận trình đầu xuân cũng như là để gia tăng may mắn trọn đời cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái tuần làm việc đầu tiên của năm 2024, năm Giáp Thìn. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Sửu được cát tinh nâng đỡ, nên là những cái vận xui xẻo trước đó cũng đã được tiêu tan. Bản mệnh trong thời gian này nói chung cũng gì, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Những người làm ăn xa quê thì có cơ hội được thăng tiến, kiếm thành tích về khoe với gia đình, với bạn bè. Dù đầu năm buôn bán cũng có một vài cái khó khăn đôi chút, nhưng mà cũng không đáng kể. Và đúng vào trong cái thời gian từ nay đến ngày, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng Giêng ấy, thì lại được tài tinh nó chiếu cố, nó giúp đỡ. Vậy nên là quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Thêm nữa, cái tài lộc đầu năm với những người tuổi Sửu cũng khá là dồi dào. Những người tuổi Sửu sẽ có nhiều lộc lá hơn trong thời gian này. Các bạn sẽ tiêu tốn khá nhiều cho gia đình trong dịp Tết. Nhưng mà gì, nó đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Sửu, nên là cũng không phải quá lo lắng. Những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng nên sống chậm lại để nhìn nhận lại những cái thành quả mà mình đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn đã làm rất tốt. Đó. Thêm nữa, cái mặt tình duyên gia đạo đầu năm của những người tuổi Sửu thì cũng có nhiều cái tin vui báo về. Khả năng cao trong thời gian này các bạn sẽ tìm được những đối tượng ưng ý, có hỷ sự báo về nhà. Đó. Còn trong thời gian này thì quý vị cũng không nên hấp tấp. Đầu năm nếu có ai mai mối hay là đòi làm quen thì quý vị cũng đừng vội nhận lời, cứ bình tĩnh trò chuyện và tiếp xúc nhiều hơn. Đó. Bên cạnh đó, những người đã có gia đình thì tình duyên cũng được vượng phát. Hai người đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nhất là trong những ngày đầu năm này thì cái tình cảm nó được gắn kết trong thời gian trước đó, nên là những cái cãi vã, những cái xung khắc nó cũng sẽ không còn nữa. Vậy nên xin được chúc mừng những người tuổi Sửu, đây sẽ là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Dần ấy, nó không được thuận lợi cho lắm. Khuyên các bạn không nên làm việc lớn trong cái tuần đầu tiên của Tết Nguyên Đán này. Quý vị hãy an phận thủ thường. Công việc có thể nó sẽ gặp nhiều cái trắc trở, không đi làm thì gì không sao, chứ cứ đi làm là tăng ca hoặc là gì, gặp nhiều cái chuyện xung khắc trong cái cuộc sống. Đó. Do là gì, cái vận trình nó không được thuận lợi. Những người tuổi Dần cần phải hết sức cẩn trọng trong chuyện làm ăn thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó, xuất hành đi xa thì cũng không có lợi. Quý vị có chung đụng vốn làm ăn thì cũng dễ bị thua lỗ. Trong cái tuần này thì xuất hiện của nhiều sao xấu, nên là cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Dần cũng không được tốt lắm. Các bạn dễ bị rơi tiền, rơi đồ hoặc là mất tiền trong cái thời gian Tết này. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Nhưng mà may mắn có được thực thần hỗ trợ, nên là trong cái tuần đầu tiên này những người tuổi Dần cũng sẽ rất có lộc, lộc về ăn uống, được bạn bè, được người thân, nói chung là cũng quan tâm chăm sóc và đưa đi gì, đưa ăn uống, tiệc tùng. Thì quý vị cũng nhân cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình bằng cách là kết giao thêm được với nhiều người bạn mới, có thể là mở ra nhiều cái cơ hội làm ăn, kinh doanh trong cái thời gian sắp tới. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Dần cũng cần phải nhắc nhở bản thân và người nhà thật cẩn thận khi mà xuất hành đi xa. Quý vị thân mến, nó có điểm báo trước về cái tai nạn xe cộ, thì đây cũng là cái thời điểm các bạn cần phải gì, tái tạo lại, sắp xếp lại, tổ chức lại cái cuộc sống, cái đời sống của mình, nếu không muốn mọi thứ nó trở nên rối bời, khó khăn, vượt qua cái tầm kiểm soát của các bạn trong những ngày đầu năm mới này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 1 ấy, tức là nó sẽ rơi vào ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch. Đó. Thì những người tuổi Mão ấy có nhiều cái tài tinh nó chiếu mệnh, đặc biệt là đào hoa tinh. Đấy. Vậy nên những người tuổi Mão có cái vận đào hoa nó được nở rộ. Quý vị sẽ đón cái tuần mới với nhiều cái vận trình tình cảm được suôn sẻ và hanh thông. Tuy nhiên, cái vận trình sự nghiệp lại không hề tốt với những người tuổi Mão trong thời gian này.
những người tuổi Mão nên cẩn trọng trong công việc, hay là gì, mở hàng đầu năm hoặc là ký kết hợp đồng, hoặc là gì, trong thời gian này thì quý vị cũng gì không được thuận lợi hanh thông, cái vận xấu nó đang rình rập, nhất là cái ảnh hưởng của hung tinh ấy, các bạn lại càng khó phân biệt, nên là làm gì cũng nên cẩn thận trong dịp đầu năm này. Cái khó khăn nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mão ấy khiến gì bị rắc rối và phải lo toan rất là nhiều. Nói chung với cái tuần đầu tiên của năm mới thì cho thấy những người tuổi Mão gì có đường tiền tài không được ổn cho lắm. Tuy đầu năm có lộc đấy, nhưng mà nếu mà không biết giữ thì gì cũng rất dễ trắng tay. Các bạn nên hạn chế rượu chè hoặc là cờ bạc, lô đề hoặc là tham gia vào những cái trò đỏ đen. Và quý vị nên nhớ đầu năm mất tiền là cái điều xui, nên là gì quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong thời gian này. May mắn là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão khá là tốt đấy, và gì có được cái sự đơm hoa kết trái nhờ được cát tinh nó chiếu mệnh, nó cứu trợ. Tuy nhiên, những người đã có gia đình thì quý vị cũng nên cẩn trọng đề phòng có kẻ thứ ba chen ngang vào cái hạnh phúc gia đình. Những người độc thân nếu khéo léo trong cách ăn nói thì có thể dễ dàng thoát ế trong thời gian này. Như vậy là gì? Những người tuổi Mão ấy, thì trong cái tuần mới, từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1, cái tuần làm việc đầu tiên ấy, thì lãi mỗi tình cảm thôi, còn lại là gì? Mọi thứ đều sôi hỏng bỏng không. Thưa quý vị, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Mão thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo, con giáp thứ năm mà chúng ta xét trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1, cái tuần làm việc đầu tiên của năm 2024 là giáp Thìn, thì nói chung ấy, những người tuổi Thìn ấy, thì có vận cát hung nó đang xen. Một mặt các bạn sẽ gì gặp cái họa thị phi do cái hung tinh nó đem đến, nhưng mà khác cũng thoát nạn nhờ có gì có một vài cái cát tinh nó tương trợ, nó giúp đỡ. Công việc của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng không phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần những người tuổi Thìn lo chỉnh đốn lại cái cách ăn nói của mình thì lộc cũng sẽ tự đến. Buôn bán thì phải khéo miệng, quý vị cũng đừng cáu gắt với khách hàng hay là với đối tác làm ăn. Đầu năm thì các bạn dễ gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho cái chuyện làm ăn, buôn bán cũng sẽ được thuận lợi, thoát khỏi những cái khó khăn đen đủi. Nói chung ấy, trong cái tuần này nhờ được nhiều cát tinh nó trợ lực nên là cái vận trình tài lộc nó cũng sẽ ghé thăm đến với những người tuổi Thìn. Nói chung ấy, quý vị sẽ nhận được những khoản lì xì đầu năm hoặc là tiền lộc, tiền lá từ chùa chiền, hoặc là nhận được cái sự hỗ trợ tiền bạc của người nhà để gì làm ăn kinh doanh, mở mang lại cho bản thân nhiều cái niềm tin hơn, nhiều cái hy vọng lớn lao hơn về một cái năm mới ăn nên làm ra. Càng khiêm tốn thì cái tiền nó lại càng nhiều, cái vận may nó sẽ đến càng nhiều hơn với những người tuổi Thìn. Tuy nhiên, con đường tình cảm của những người tuổi Thìn cũng không tốt đẹp như các bạn vẫn nghĩ. Đầu năm đi đâu làm gì thì cũng cần phải cẩn trọng trong cái cách ăn nói, kẻo gì đôi khi lại gặp cái họa về miệng, ếch chết tại miệng. Nhân dịp nghỉ lễ trong những cái ngày đầu tuần ấy, thì các bạn cũng gì có người yêu ấy, hãy gì đưa người ấy chính thức về ra mắt gia đình, hoặc là đưa gì đi chơi xuân để gì hâm nóng lại cái tình cảm. Còn những người đã lập gia đình ấy, thì quý vị cũng nên gì hâm nóng tình cảm bằng cách là gì có những cái chuyến du lịch hoặc là có những chuyến du xuân chơi Tết để gì cùng nhau hàn gắn lại những vết nứt trước đó và gia tăng thêm những cái may mắn tài lộc cho mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận trình cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ sáu là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung với cái vận trình của 12 con giáp trong thời gian từ ngày 3 Tết đến ngày 9 Tết thì nói chung ấy, tuần này những người tuổi Tỵ được nhiều cát tinh nó phù trợ, nên là vạn sự thì cát tường như ý, gặp hung thì hóa cát.
những người tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều cái tin vui từ những cái ngày đầu tuần đến cuối tuần. Nói chung ấy, không vướng bận công việc. Đầu năm thì các tinh sẽ xuất hiện để nâng đỡ, che chở cho các bạn vượt qua tất cả. Miễn là các bạn đủ niềm tin vào bản thân cũng như là được gì đồng nghiệp của mình. Đầu năm khai xuân với cái tinh thần là vui vẻ, đấy, sẽ đón nhiều cái lộc lá hơn. Lại có tin vui liên quan đến cái chuyện công danh tài lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Có thể là những cái khoản tiền thưởng từ lì xì đầu năm, tiền lộc từ đồng nghiệp, từ sếp, từ khách hàng mang đến. Đúng là gì quý vị, người ta vẫn nói là gì, sởi lời tốt tính thì trời cho. Đấy, tài ăn nói cũng là một cái điểm cộng của những người tuổi Tỵ thu hút thêm được cái tiền bạc về với mình. Trong cái tuần này thì những người tuổi Tỵ nên dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ thân thiết, đấy, hay là tình cảm của mình, vì chuyện này sẽ có lợi cho các bạn. Đấy. Nhưng mà quý vị cũng đừng có lạm dụng, đây cũng là cái thời gian để hâm nóng các mối quan hệ thay vì là quan tâm đến công việc. Đôi khi ấy, quý vị quá mải mê công việc mà quên luôn cái gia đình. Vì thế để hâm nóng lại cái tình cảm gia đình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và trong cái tuần này thì những người tuổi Tỵ cũng được xếp vào những con giáp may mắn. Đây là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong cái tuần mới thì đầu năm ấy, bốc một quẻ trong những người tuổi Ngọ thì cho thấy là gì? Những người tuổi Ngọ có hung tinh nó xuất hiện trong thời gian này. Những người tuổi Ngọ nên lưu tâm đến cái việc đi lại trong cái tuần tới, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng Giêng. Đó. Sức khỏe của các bạn trong thời gian này cũng cần phải hết sức lưu ý. Quý vị đừng xem thường. Dù đi làm hay đi buôn bán, đi kinh doanh ấy, thì quý vị cũng nên là gì? Cần phải hết sức cẩn thận, kẻo gặp những cái tay bay vạ gió bất ngờ nó ập đến. Dù công việc không đến nỗi tệ, nhưng mà đôi khi ấy, những người tuổi Ngọ vẫn bị gì kẻ tiểu nhân mờ ám tìm cách hãm hại. Vậy nên là gì, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì cũng sẽ gặp cái tình trạng là gì, trục trặc nó tìm đến ngay. Vì thế mà những người tuổi Ngọ cũng đừng nên lơ là. Nói chung ấy, trong thời gian đầu tuần ấy thì những người tuổi Ngọ có được nhiều cát tinh nâng đỡ, nên là cũng tránh được khá khá những cái xui xẻo liên quan vận trình tiền bạc. Các bạn sẽ nhận được tiền lộc lá, tiền lì xì, tiền quà cáp từ bạn bè, từ người thân trong những ngày đầu năm mới này. Dù không nhiều nhưng mà cũng rất ý nghĩa. Đi làm đầu năm thì có tiền lì xì, có lộc ăn uống từ cấp trên. Tuy nhiên, trong thời gian này thì cũng không thể không nhắc nhở những người tuổi Ngọ về mặt sức khỏe và gia đạo. Đầu năm mới quý vị cũng đừng đi lại nhiều. Nếu phải lái xe thì cũng nên nhờ bạn bè, nhờ người thân lái hộ, vì quý vị rất dễ gặp những cái tai ương trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, dễ có người nhà bị ốm đau bệnh tật và gia đạo có những cái bất hòa. Vì thế mà những người tuổi Ngọ cần phải hết sức lưu tâm. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tình cảm cũng như là để bảo vệ cái tiền bạc, cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Mùi, con giáp thứ 8. Thưa quý vị, trong cái tuần mới này ấy, thì những cái thông tin tốt lành nó sẽ mang đến với những người tuổi Mùi. Quý vị có nhiều điều bất ngờ nó tìm đến trong cái tuần đầu tiên của năm mới này, vì có nhiều cái cát tinh nó tương trợ giúp đỡ, khiến cho vận trình công việc, sự nghiệp nó được thăng tiến bất ngờ. Thời gian này là thời gian đẹp nhất trong tuần. Đấy. Nói chung ấy, những người tuổi Mùi thì có thể là gì? Tận dụng trong cái thời cơ này để ký kết hợp đồng, xuất hành đi xa thì cũng được lợi. Đó. Đi làm đầu năm thì các bạn vẫn gặp không ít những khó khăn, nhưng mà nhờ có cái tài tinh, nhờ có cát tinh nó tương trợ giúp đỡ và cộng thêm cái sự bản lĩnh của mình, nên là những người tuổi Mùi sẽ nhanh chóng giải quyết tốt cái công việc. Nói chung trong tuần này bản mệnh còn dễ gặt hái được những cái thành quả đáng ngờ về cái mặt tài lộc của mình. Các bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác đầu tư trong cái năm mới vô cùng là suôn sẻ và hanh thông, và kiếm được một cái món hời lớn. Đấy. Bên cạnh đó thì trong nhà thì cũng gia đạo thì được bình yên, có tài lộc về biếu cha mẹ, dù ít rồi nhiều nhưng mà đó cũng là cái tấm chân tình trong những ngày đầu xuân.
Cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu bị suy giảm. Vậy nên là quý vị cũng cần phải năng luyện tập thể dục thể thao, đề phòng những cái chấn thương nó có thể xảy ra do té ngã hay là tai nạn, hoặc là gặp những cái sự cố bất ngờ khi mà tham gia giao thông, hoặc là bị ngộ độc thức ăn. Về mặt gia đạo thì trong gia đạo cũng không có những cái xui xẻo nó xảy ra, nên là những người tuổi Mùi cũng khá là hài lòng với cái hạnh phúc mình đang có. Trong thời gian này những người tuổi Mùi cũng nên cẩn trọng về sức khỏe đó nhé. Còn lại mọi mặt thì đều là tốt. Vậy nên đây sẽ là con giáp may mắn thứ 5. Để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 9 là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, trong số 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày mùng 3 tháng Giêng đến ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, trong cái ngày tuần đầu tiên của năm mới, thì những người tuổi Thân ấy gặp đại hao nó chiếu mệnh, thì đây cũng sẽ là một cái tuần hao tài tốn của đấy. Nhưng mà tiền bạc thì quý vị vẫn còn làm ăn được, nên là đôi khi cũng không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần quý vị quản lý chi tiêu một cách hợp lý, có kế hoạch cụ thể giữa đầu tư kinh doanh thì quý vị cũng không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa, trong cái tuần làm việc đầu tiên này thì những người tuổi Thân sẽ phải di chuyển khá là nhiều vì công việc. Nhiều người còn ham kể quốc tăng ca, mặc kệ Tết. Hai bản mệnh là những người mà đa tài, có khả năng trong nhiều cái lĩnh vực, lại còn tháo vát nên là được trời thương cho lộc lá, cho lộc làm ăn vào cái dịp đầu năm. Mở hàng buôn bán thì lại rất có duyên. Những người làm công ăn lương thì cũng sẽ được khen ngợi. Nhưng mà đời không bao giờ là hoàn hảo. Nói chung ấy, cái điểm báo mất tiền mất của cũng rất lớn trong cái tuần này. Các mối quan hệ với anh em, với bạn bè thì cũng khá là hòa thuận, nên là dễ bị lôi kéo lợi dụng về cái mặt tiền bạc đấy. Các bạn còn hay tiêu tiền vô bổ cho người lạ và dính vào cái chuyện bài bạc thì lại càng gì hao tổn nặng hơn. Thêm nữa, gia đình và tình yêu đôi lứa thì trong thời gian này cũng không gặp phải những chuyện xấu. Nam nữ tuổi này thì rất giỏi quán xuyến việc nhà và cái công việc của họ hàng. Cái điều duy nhất các bạn cần làm là giảm thiểu cái việc ăn uống, tiệc tùng bên ngoài, cũng như là gì, cần phải cân đối lại cái chuyện chi tiêu để không bị mất mát tiền bạc trong thời gian này. Như vậy là gì, những người tuổi Thân cát hung, tốt xấu thì là tùy thuộc vào cái cách mà hành xử của quý vị mà thôi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái vận trình tiền bạc tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, chúng ta xét đến những người tuổi Dậu, con giáp thứ 10. Nói chung ấy, những người tuổi Dậu trong cái tuần mới thì nó lại gặp một vài cái hung tinh nó cản trở, cảnh báo những người tuổi Dậu trong tuần này nên cẩn trọng trong cái việc làm ăn và cái chuyện tiền nong. Những người tuổi Dậu vốn là những người giỏi thao lược, chủ động, xông xáo, nhưng đôi khi lại hơi là gì nóng tính, sức sược, nên là dễ phạm phải cái họa tiểu nhân hay bị tranh đấu thị phi trong công việc. Thì ngoài ra ấy, cái họa thị phi trong cái thời gian này nó cũng khá là lớn. Quý vị phải chú ý cái cách ăn nói và cẩn trọng gì khi mà buôn bán, xuất ngoại, làm ăn kinh doanh hay là di chuyển để gì đỡ gây ra những cái họa lớn. Thêm nữa, một vài cái hung tinh nó cũng nói về để cái tuần mới này thì những người tuổi Dậu ấy kiếm tiền thì được, nhưng mà giữ được tiền ấy là do phúc nhà các bạn lớn hay không. Chủ yếu các bạn sẽ tốn tiền cho những cái thú vui của bản thân, mua sắm cho gia đình hoặc là biếu xén quả cát. Làm ăn đầu năm thì các bạn cũng đừng có ham làm ăn to, kẻo lại gặp kẻ ác ý đẩy các bạn dính cái chuyện kiện tụng thị phi và hao tốn tiền bạc đó. Về mặt tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng khá là tốt, vẫn có cái vận đào hoa, có nhiều cái tin vui liên quan đến chuyện cưới hỏi. Những người thân ở xa về thăm nhà thì cũng sẽ được lợi. Tuy nhiên, những người tuổi Dậu nên cẩn thận trong việc đi lại, ăn uống nhậu nhẹt, chớ ham vui quá đà mà làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân và những người trong nhà. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho những người tuổi Dậu, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Nói chung ấy, để xét được cái độ may mắn thì những người tuổi Dậu nhá cũng sẽ được xếp vào con giáp may mắn thứ 6 trong cái tuần mới này.
Tiếp theo chúng ta cùng xét về con giáp thứ 11, đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong cái tuần mới này, từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1, tức là cái tuần làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, thì những người tuổi Tuất sẽ gặp phải một vài cái hung tinh nó cản trở, nên là không thể hưởng chọn cái may mắn mà các bạn vẫn gì nên là cảm ơn trời Phật, vì vẫn có những cái cát tinh, vẫn gặp được những người bạn tốt, vẫn gặp được quý nhân phù trợ trong thời gian này. Trong thời gian đầu năm thì những người tuổi Tuất làm ăn thì hơi khó khăn, có điểm báo về cái họa tiểu nhân nó quấy phá, hoặc là gì bị ghen ăn tức ở một cách là gì rõ ràng. Cái phương diện công việc thì cũng có nhiều cái thay đổi, tiếc rằng chủ yếu là theo cái hướng mà bạn không mong muốn, theo hướng tiêu cực. Ai làm tăng ca Tết thì cũng nên cẩn trọng, cạnh tranh trong thời gian này cũng nhiều hơn, và nó làm tăng cái nguy cơ là phạm phải cái họa tiểu nhân, họa thị phi thì nó cũng luôn rình rập. Nói chung ấy, những người tuổi Tuất trong cái thời điểm đầu năm ấy, thi thoảng rơi tiền nhỏ hoặc là mất đồ mất đạc do những cái sơ ý, nó cũng thường xuyên hơn. Vẫn may là nó chưa mất những cái thứ có giá trị, nên là đó cũng là một cái điều đáng mừng đó. Thì ngoài ra những người tuổi Tuất cũng không nên dồn tiền vào một chỗ. Quý vị hãy phân chia ra các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm lại vừa có tiền để đầu tư, để cho tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Bên cạnh đó, cái vận trình nhân duyên trong cái năm mới của những người tuổi Tuất cũng có phần ảm đạm, dễ xảy ra những chuyện mâu thuẫn thị phi, tranh chấp với anh em, với bạn bè. Khi mà có men rượu thì quý vị cũng gì trở nên nóng tính hơn và ẩu đả hơn, vì vậy cần phải kiểm soát nhé. Tuy nhiên, các bạn sẽ nhận ra đâu là người đối xử thật lòng với mình sau những cái lần này, đó là cái may mắn đó. Bạn bè không nhiều nhưng mà ít nhất cũng có một vài cái người bạn tốt chất lượng. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp thứ 11. Và con giáp cuối cùng chúng ta xét đó là những người tuổi Hợi đó. Thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 âm lịch, tức là nó rơi vào ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch, thì những người tuổi Hợi được cát tinh nó chiếu mệnh. Những người tuổi Hợi sẽ có một cái tuần làm việc đón nhận nhiều cái điều thú vị, nhất là cái chuyện tình cảm. Đấy. Nói chung ấy, nhưng mà quý vị cũng phải đợi để sau ngày 3 đến ngày 4 Tết trở đi ấy, thì những người tuổi Hợi mới nên tính đến cái chuyện làm ăn kinh doanh, đầu tư. Hoặc là gì? Quý vị làm ăn gì cũng nên bình tĩnh thì mới dễ thành công được. Thời điểm này, cái thái độ làm việc cũng quyết định cái thành công của những người tuổi Hợi. Nhất là nữ mệnh ấy, không chỉ đồng nghiệp mà cấp trên, khách hàng cũng đều đang chú ý đến cái thái độ làm việc của các bạn. Làm tốt thì được thưởng và ngược lại. Bên cạnh đó, cái tài lộc của những người tuổi Hợi cũng ở mức trung bình. Nói chung ấy, cái ngày đẹp nhất của những người tuổi Hợi về cái vận trình tài lộc ấy, thì đó chính là ngày mùng 4 Tết, là ngày Đinh Mùi đấy. Bản mệnh có một vài cái cơ hội kiếm tiền không hề nhỏ trong thời gian này, nhưng mà lại dễ bị tiểu nhân cướp mất. Quý vị đừng vội lo sợ, sống có tâm ấy thì ắt sẽ có tiền. Nếu làm ăn tốt, ăn ở tốt thì lộc cũng sẽ tự đổ về túi, không bằng cách này thì cũng sẽ bằng cách khác. Thêm nữa, cái nhân duyên của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng khá là vượng. Cái mối quan hệ hiện tại nó cũng tạo nên cái động lực để cho những người tuổi Hợi cùng cố gắng trong cái thời gian tới. Nam mệnh cũng cần đề phòng bạn bè chơi xấu trong thời gian này, có thể là bị lợi dụng rượu bia trong dịp đầu năm để đùa giỡn quá mức. Nhắc nhở những người tuổi Hợi trong thời gian này ra đường cũng phải cẩn thận xe cộ, đã uống rượu thì không lái xe. Tết thì có rất nhiều cái tình trạng tiêu cực nó xảy ra, vì thế mà quý vị cũng nên là chú ý đến cả gì cái sức khỏe của mình nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn về tài lộc, về sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, đó là con giáp thứ 12 đó. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất và cái vận trình tử vi chi tiết của 12 con giáp trong cái tuần mới, đúng không? Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 âm lịch, tức là từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch ấy. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Thìn,
4. Tuổi Tỵ. 5. Tuổi Mùi. 6. Tuổi Dậu. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái thời gian từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 9 Tết, trong cái tuần làm việc đầu tiên. Đấy, vạn sự cát tường, thuận lợi, hanh thông. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Tử Thông cũng xin chúc quý vị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như ý, vạn sự bình an. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.